chơi chưa này? Có siêu nhân này, các loại ô tô này, có máy bay này, còn có cả khủng long nữa. Bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá tất các loại đồ chơi này nhé. Wow, một chiếc xe tưới nước màu đỏ. Nhìn mọi người rồi nhé. Một chú khủng long màu tím. Các bạn biết đây là xe gì nhỉ? À, đây là một chiếc xe máy xúc màu vàng. Một chiếc xe ô tô con màu xanh dương. Wow, một chiếc xe cần cẩu bắt đầu màu xanh này, xanh màu trắng này, cần cẩu màu xám. Biết đây là xe gì? Xe gì nhỉ? À, đây là một chiếc xe trộn bê tông màu cam. Nhìn vào bây giờ nhé. Wow, lại một chiếc xe ô tô con nữa này các bạn này. Chiếc xe ô tô con này màu xám. Siêu nhân gì? À đúng rồi, đây là Iron Man đấy. Ồ, Iron Man này con đèn ở giữa ngực nữa này. Nhìn vào bây giờ nhé. Tiếp theo, một chú siêu nhân đây này, siêu nhân nhện màu đen. Nhìn vào bây giờ nhé. Tiếp theo, wow, chú Captain màu xanh dương. Nhìn vào bây giờ nhé. Ten 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 ten. Các bạn biết đây là siêu nhân gì? À đúng rồi, đây là siêu nhân Iron Man đó. Iron Man màu đen. Và siêu nhân cuối cùng, wow, đây là Superman có áo choàng màu đỏ. Wow, siêu nhân đây nhá. Wow, các bạn biết đây là xe gì? Xe gì mà có cánh nhỉ? À đúng rồi, đây là một chiếc máy bay ấy. Chiếc máy bay màu đỏ, có hai cánh màu trắng. Tiếp theo. Wow, một chú khủng long nữa này. Chú khủng long này màu đỏ. Nhìn vào bây giờ nhá. Tiếp theo. Oh, một chiếc xe ben màu cam. Wow, một chiếc xe thùng. Xe thùng này nhìn thấy ra các bạn ạ. Xe thùng này màu xanh, có cái thùng màu trắng. Wow, xe gì đấy các bạn nhỉ? Xe này là xe trộn bê tông đấy. Nhìn vào bây giờ nhé. Và cuối cùng. Wow, một chiếc xe chở dầu có đầu màu đỏ, mình chở dầu màu trắng. Wow, các bạn ơi, hôm nay mình thu hoạch được nhiều chưa? Tạm biệt các bạn nhé.